Vâng, chuyển sang phần tin quốc tế. Cục khí tượng Australia ngày hôm nay thông báo lũ lụt kỷ lục xảy ra ở khu vực Tây Bắc nước này đã khiến cho nhiều cộng đồng bị cô lập và tình trạng này thì chưa có dấu hiệu ngừng. Những trận mưa lớn do ảnh hưởng của siêu bão Eli đã khiến cho vùng Kimberley có diện tích tương đương với bang California của Mỹ bị ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường chìm trong nước lũ, lực lượng chức năng phải chuyển hàng cứu trợ bằng đường không. Cục khí tượng Australia cho biết là mực nước sông ở Kimberley hiện ở mức 15,81m, vượt kỷ lục 13,95m ghi nhận vào năm 2002. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết là trận lũ lần này có sức tàn phá nặng nề và ông cam kết chính phủ liên bang sẽ hỗ trợ các khu vực khắc phục hậu quả. Còn tại Nga thì đang trải qua một đợt lạnh khắc nghiệt vào đúng dịp lễ Giáng sinh của người theo chính thống giáo. Chính quyền thủ đô Moscow đã áp đặt mức cảnh báo màu cam cho đợt lạnh đột ngột này. Nhiệt độ đã rơi xuống âm 25 độ C vào đúng đêm Giáng sinh của người theo chính thống giáo ở Nga ngày 6 và 7 tháng 1. Nhưng bất chấp cái lạnh suốt 2 ngày qua, nhiều người vẫn ra đường tận hưởng không khí mà họ cho rằng đấy mới đích thực là mùa đông. Tôi đã sống ở Moscow trong 18 năm, nhưng đa phần thời tiết không lạnh lắm. Nhưng hôm nay thì lạnh thật, giống như đang ở Siberia vậy. Hôm nay, tôi mới thấy thực sự là mùa đông đã đến. Mấy hôm trước có tuyết rơi, trời đẹp, nhưng chưa đủ lạnh. Theo chính quyền Moscow, hệ thống sưởi trong các khu dân cư đang được hoạt động ở mức tối đa. Dự báo, cái lạnh sẽ tăng cường vào ban đêm, nhiệt độ giảm xuống mức âm 35 độ C. Còn tại Mỹ, được ví như là World Cup trong lĩnh vực công nghệ, triển lãm điện tử tiêu dùng CES tại Las Vegas tiếp tục mang đến những phát minh, sản phẩm thú vị. Một chiếc thuyền điện sử dụng cánh ngầm bay trên mặt nước đã tạo sóng tại triển lãm năm nay. Được chế tạo bởi công ty Thụy Điển Candela, thuyền bay C8 dài 8,5m chạy hoàn toàn bằng điện. Nó có thể bay với tốc độ 20 hải lý trên giờ, tương đương khoảng 37 km trên giờ trong khoảng 2 tiếng rưỡi. Khi thuyền đạt tốc độ 16 hải lý trên giờ, khoảng hơn 29 km trên giờ, các cánh ngầm của nó bắt đầu hoạt động và thuyền nổi lên mặt nước. Thuyền bay không chỉ giảm tiêu thụ năng lượng mà còn có thể lướt đi êm ái trong mọi điều kiện. Không giống như chiếc thuyền truyền thống va đập nhiều sóng, chiếc thuyền này bay qua chúng và có một chiếc máy tính xử lý việc bay. Vì vậy, đó là một chuyến đi suôn sẻ và bằng phẳng trong hầu hết mọi điều kiện. Rất nhiều người đi thuyền bị say sóng, nhưng bạn không thể bị say sóng trên một chiếc Candela. Với giá bán lẻ 395.000 đô la, công ty Thụy Điển đã nhận được hơn 150 đơn đặt hàng thuyền bay C8.